Crop là một phương thức chia sẻ dữ liệu offline theo phương thức ngang hàng P2P. Chúng được khởi xướng bởi Aaron Patho, một nghệ sĩ truyền thông đến từ Đức vào năm 2010. Dead Prop chỉ đơn giản là một USB có dung lượng tùy ý, được gỡ bỏ hết phần vỏ, đính vào trong tường và cố định bằng xi măng hoặc dùng các phương thức cố định khác như đất sét ở nơi công cộng. Sau đó, tất cả mọi người sẽ dễ dàng sử dụng chúng để trao đổi file qua lại với nhau. Thêm vào đó, dữ liệu về vị trí của các USB này đã được cập nhật lên trang web deadprop.com. Do đó, không hề khó để tìm thấy Deadprop ở đâu đó trong thành phố nơi bạn ở, đặc biệt là châu Âu. Trong những chiếc USB này, lại đương nhiên sẽ chứa đầy những thông tin mà bạn không bao giờ đoán trước được. Để khám phá thì bạn chỉ có cách kết nối với laptop để xem. Hiện nay đã có hơn 1.500 điểm có sự xuất hiện của Deadprop trên toàn cầu và tổng số dung lượng đếm được là hơn 10.000 GB. Thử tưởng tượng một ngày nào đó, khi bạn đi chu du thế giới ở một góc đường New York, một vỉa hè ở Anh hoặc một cột điện ở Việt Nam, bỗng đâu một USB lại xuất hiện. Khi đó liệu bạn có cưỡng lại được sự tò mò, hãy chắc chắn rằng bạn có phương cách bảo mật tốt nhất cho máy tính của mình trước khi kết nối nhé.